Xin chào các bác nhé, lâu lắm em không lên video cho các bác xem. Thì hôm nay em có cái mẫu Riculau, xe đua của Riculau mới về các bác nhé. Cái đầu tiên ấy, cái thương hiệu Riculau này là nó ở bên Đài Loan. Nó được mấy chục năm rồi và nhà máy của nó sản xuất tại bên Đài Loan các bác nhé. Với cái sản phẩm Made in Đài Loan hiện nay trên thị trường xe đạp Việt Nam nó khá là hiếm. Đây, hàng này bên em nhập khẩu chính ngạch về các bác nhé. Đây, con này là của hãng Riculau các bác nhé. Tên của xe là Caden, màu là màu vàng. Đây, Made in Đài Loan đây các bác nhé. Hàng Made in Đài Loan nguyên thùng. Đấy, thì bác nào mà thích hàng Đài Loan các thứ thì bác có thể tham khảo qua con này. Riêng về bên Đài Loan về chất lượng lắp xe thì khá là ok rồi. Làm em cắt cho anh cái thùng ra đi. Đây, để em cắt cái thùng ra cho các bác xem. Đấy, giật đai ra em. Giật đai ra, nhấc cho anh cái xe ra. Đấy, đây là một con Riculau mới đét các bác nhé. Nhấc ra. Đấy, đặt ngang ra xe. Đặt ngang ra. Rồi, ok. Đây các bác nhé, đây là một con Riculau. Hàng nguyên hộp. Con này thì nó sử dụng bộ chuyển động SRAM Apex 1 các bác nhé. Đây em quay sờ cho các bác khi trên thùng này. Một số điểm mình có thể nhìn thấy về đồ của xe ấy. Thì đây các bác này. Con này nó Made in Đài Loan đây. Made in Đài Loan đây là một nhá. Thứ hai của nó đây. Hen bui in Đài Loan đây. Nhôm nhá, vành này hen bui in Đài Loan. Và một cái nữa, con này nó đều dán tem đầy đủ Made in Đài Loan cũng như cái mã QR của hãng đây. Mình quét phát là ra mã QR của hãng Riculau. Đây, bây giờ em sẽ tiến hành lắp con xe này lên các bác nhé. Tí nữa em lắp xong thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác xem các bác nhé. Đây, em vừa mới hoàn thiện là lắp ráp ba con xe Riculau lên, ba màu cho các bác xem các bác nhé. Đầu tiên ý, về màu sắc với cả thiết kế thì em đánh giá khá là ok. Đây, bác có thể nhìn sơn của con này rất là đậm màu các bác nhé. Đậm màu và đẹp, thiết kế khá là đẹp. Cái gióng chéo nó khá là dài. Thì thực tế ra các anh em chơi xe ở Việt Nam thì khá là ưng cái gióng chéo nó dài lên các bác nhé. Con này thì nó có size 47 và size 49. Size 47 thì cái gióng ngang của nó sẽ là 50,5. Còn size 49 ý, thì cái gióng ngang của nó sẽ là 51,5. Đấy là thông số của con Riculau này các bác nhé. Về màu sơn thì xe có 3 màu. Thứ nhất là về màu sơn của xe các bác nhé. Màu đỏ đen này là một này. Đây em quay kỹ sát cái nước sơn cho các bác xem. Khá là bóng và đẹp nhé. Con sơn này ở nhà sản xuất người ta thông báo thì nước sơn này người ta sơn đến 7 lớp các bác nhé. Rất là dày và đẹp đây. Rất là dày và đẹp. Con màu cam này cũng đẹp này. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Thằng cái thanh niên Riculau ở bên Đài Loan này ấy, thì người ta chuyên sản xuất các dòng Titan cũng như là Grape Bike ấy. Dẫn đến cái con Riculau Caden này người ta thiết kế cũng theo cái form như vậy các bác nhé. Dòng road nhưng mà thường nó thiên về địa hình leo được, dốc các bác nhé. Nên nó sử dụng cái bộ chuyển động là SRAM Apex. SRAM Apex nhá. Apex là Apex 1 mới đét các bác nhé. Không phải Apex ngày xưa chạy 10 tầng lip đâu. Con này là Apex 1. 11 tầng lip. Đây, SRAM Apex. Con này với cái thiết kế khung càng nó khá là liền mạch. Con này khung càng khá liền mạch này, là cái đầu tiên này. Thứ hai là Mayer sử dụng vòng bi bạc đạn của Riculau này. Con này sử dụng trục sỏ to các bác nhé. Đây để em quay sát cho các bác xem. Đấy, sử dụng trục to. Dòng trục to là trục đời mới bây giờ. Cục phanh của Techtro, phanh đôi các bác nhé. Con này là phanh kéo đôi. Đấy. Con này là phanh kéo đôi nhé. Đấy, chứ không phải kéo một đâu. Kéo đôi thì nó sẽ ăn đều hai bên vào. Thứ ba nữa là cái vành con xe này thì nó là của Riculau. Và con vành này nó hen bui in Đài Loan các bác nhé. Đây Echo này này, 62x19C này, sản xuất hen bui bằng tay tại Đài Loan đấy các bác nhé. Đấy, con lốp của Goodyear và nó cũng Made in Đài Loan. Đây em lấy led cho các bác xem. Đấy, lốp của Goodyear và nó cũng Made in Đài Loan đấy các bác nhé. Các bác nhìn rõ chưa?
về đùi đĩa của xe thì sử dụng đồng bộ của SRAM Apex. SRAM Apex 1 nhá. Con này thì mã QR của nó ở dưới gầm xe mini này, loan các bác có thể quét ra chính hãng luôn. Quét ra hàng chính hãng. Con này sử dụng của SRAM Apex này. Chạy đĩa 42. Dòng đĩa 42 này thì các bác có thể là dòng chơi grip được, grip bay ấy thì là thiên về, thứ nhất là dáng thì dáng rót, có thể là chạy đường trường cũng được, nhưng nếu các con dốc là các bác vẫn chơi tốt trên con group đồ này nhá các bác nhé. Sử dụng xích KMC X11. Đây KMC nhân 11. Củ đề sau SRAM Apex. Củ đề sau của SRAM Apex chạy đồng bộ luôn, clip cũng vậy các bác nhé. Clip cũng của SRAM luôn. Đây. Chạy đồng bộ. Con này thì em chưa nhìn thấy thông số đâu, chưa nhìn thấy thông số, nhưng clip con này khá to. Con này lên đĩa to nhất cuối cùng là 36T đấy các bác. Chạy từ 11 lên 36. Nói chung là dòng này mà chạy lên đạp rất là on và nhẹ. Yên da của Setter Italia. Chén cổ của FSA. Chén cổ của FSA nhá các bác nhá. Con chén cổ này khá là mới này. Có một hoa thị bên trong và một cái ép bát ở trên này. Đấy. Hiện tại thì cái sản phẩm này nó là made in Đài Loan 100% các bác nhé. Từ vỏ thùng đến sản phẩm xăm lốp cũng như là vành đấy, các cái thông số nó để trên xe. Với sản phẩm made in Đài Loan ấy thì về chất lượng nó khá là ok. Về nước sơn cũng vậy, đây các bác có thể nhìn thấy một thương hiệu khá là chất lượng. Với dòng made in Đài Loan với cái giá con này hiện tại đang ra thị trường khoảng gần 30 triệu thì em đánh giá khá là rẻ đấy. Nếu bác nào chơi xe thì các bác biết là made in Đài Loan thì giá cả nó đắt như nào rồi. Hiện tại em có 3 màu, có size 47 và size 49. Bác nào ưng màu nào, ưng size nào thì liên hệ với em qua số điện thoại em để trên góc màn hình các bác nhé. Thôi em xin chào các bác ạ.